Đẩy đi, nhảy ulti đi, nhảy ulti thằng John đi. Ulti à. Đấy cứ đẩy nó trước là tôi biết nó đẩy được. Dạ luôn. Trụ đi. Mặc giải nha. Hồi máu tiếp luôn. Ulti đi. Ulti à. Nó bất phải. Ok, thấy rồi. Cáp nè. Nó muốn đập nhà. Nó không đánh người. Nhưng mà kinh công nó vào nhà anh. Không sao, nó hết lính rồi. Cứ đánh người là thắng rồi mà. Không, anh nhìn máu trụ đi. Thật, đánh nhà có đấy win. Dạy thẳng vào con John nhá. Đạt ơi. Su mẹ trước. Ôi được rồi, đánh trong quân đầu. Lên. John. Lấy rồi. John rồi. Lấy trụ ba được. Đánh con thôi. Đẹp rồi. Cắt. Bô hay này. Dí luôn. Bên tao nghĩ thua rồi. 5 giây các bạn ơi. Nhau một tí là được mà. Nghĩ là thua rồi. Ủa thằng Mơn ra sao ấy? Được em ơi. Ủa quýnh rồi, đến chưa vô. Nhà nè. Rồi hay. Hay.